Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi Phó trưởng Công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Đồng Nai thăm hỏi Đại úy Nguyễn Thế Đức bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ. Ngày 25 tháng 12, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Thế Đức, sinh năm 1989, Phó trưởng Công an phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, bị trọng thương trong khi làm nhiệm vụ. Cùng đến thăm của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai hỏi thăm, động viên Đại úy Đức yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để sớm trở lại với công việc. Đồng thời, biểu dương tinh thần dũng cảm của Đại úy Đức, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an Đồng Nai tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để sớm xử lý hung thủ theo quy định pháp luật. Trước đó, tối ngày 23 tháng 12, Đại úy Đức nhập viện với vết thương thủng ngực trái, thủng tim và mất rất nhiều máu. Ngay lập tức, bệnh viện huy động toàn bộ y bác sĩ tham gia cấp cứu cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện một vết thương tim vùng tâm thất phải khoảng 1 cm đang phun máu. Sau khoảng 90 phút tập trung phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.